Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là MiBit. Thì để tham gia dự án hôm nay, các bạn hãy click vào link mô tả dưới video mà tôi đã start chatbot nè. Rồi con bot nó hơi đỡ. Ok. Rồi các bạn bấm vào continue nè các bạn. Airdrop này nó sẽ kết thúc vào ngày 24/7 và nó sẽ phân phối vào ngày 5/8 nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào register request. Rồi các bạn bấm vào join airdrop. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn join nhóm kênh chat, kênh trailer của nó nè. Rồi. Join sao. Sau đó mình submit in account. Rồi các bạn điền là username Telegram của tất cả bạn vào nha các bạn. Username Telegram bạn đã join sao airdrop. Rồi mình gửi cho bot. The device to name. Sorry các bạn, nó kêu mình gỡ đường link account của Telegram mà mình gỡ username mình. Sorry các bạn. Các bạn nhấp vào cái mục ba chữ anh cùng. Các bạn vào mục setting nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục username nè, rồi các bạn copy cái đường link này nè các bạn. Đường link Instagram mình nè. Rồi, các bạn nhấp vào copy nha các bạn. Nhấp vào là nó tự động copy à. Rồi, các bạn bắt up lên nè. Các bạn gửi lên chatbot nè. Rồi tiếp tục cũng follow tôi Twitter và điền là username hay đường link này ta. Rồi mạng lát. Follow tôi Twitter khao send link khao. Rồi các bạn nhập vào đây follow nha các bạn. Xin tôi Twitter nó các bạn theo dõi nè. Sau đó các bạn bắt up lên nè. Các bạn mở tôi Twitter tất cả các bạn ra nè. Các bạn nhập vào ba cạnh cùng, nhập vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhập ba cạnh cùng, nhập vào chia sẻ nè. Các bạn sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gửi cho bot nè. Các bạn complex tiếp tục các bạn support Telegram like view rồi các bạn bấm done nha các bạn. Rồi tiếp tục cùng gửi địa chỉ với bên bi sao match 20 trên di chúc wallet của các bạn nè. Trên Twitter các bạn nhớ tweet nó ngay luôn nha các bạn. Rồi, các bạn bấm vào sao tiết để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Các bạn lấy liên ghép mình chia sẻ trong bè và người thân để kiếm thêm token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.